Được biết, cái tên sáng giá nhất của tập 1 Rap Việt mùa 4 chắc chắn là 7D9. Trước đó, 7D9 là cái tên được đông đảo rap fan biết đến với kỹ năng fast flow rõ chữ cùng bản hit sở hữu hơn 2 triệu view World, lấy âm nhạc làm nguồn cảm hứng và là nơi để giải bày tâm sự giấu kín trong lòng. 7D9 từ trước sống trong mặc cảm tự ti vì khuyết điểm trên cơ thể. Anh sau đó đã sang Hàn Quốc làm việc và có duyên gặp được huấn luyện viên Big Daddy. Vì quá yêu thích thí sinh 7D9 và quyết tâm đưa 7D9 về đội của mình, huấn luyện viên B-Ray quyết định dùng chìa khóa vàng để cấm chat Big Daddy, không để vị huấn luyện viên này tranh luận và thuyết phục thí sinh về đội. Thế nhưng, trong những phút cuối cùng, khi B-Ray đã đứng trên sân khấu để sẵn sàng đưa 7D9 về đội, MC Trấn Thành đã tuyên bố 7D9 chính là first choice của Big Daddy. Trong sự vỡ òa của cả khán phòng và sự ngỡ ngàng của B-Ray chính là vẻ mặt đầy vui sướng của huấn luyện viên Big Daddy như đã nói ngay từ đầu. Huấn luyện viên Big Daddy nhìn nhận được khả năng và thấu hiểu 7D9 hơn ai hết. Vì vậy, nam rapper đã chốt chọn 7D9 là first choice của mình từ vòng casting. Không khó để thấy, 7D9 là cái tên được nhà sản xuất ưu ái ngay từ tập 1, có thời lượng lên sóng nhiều hơn các thí sinh còn lại. Điều này cũng dễ hiểu khi 7D9 có phong cách rap bằng giọng Nghệ An đặc biệt, là một nhân tố có thể đi sâu. B-Ray cũng chia sẻ, năm ngoái đã từng vụt mất Double Duty nên năm nay không thể để vụt mất 7D9. 7D9 cũng gợi cảm giác của một Double Duty của mùa 3 hay Dế Choắt ở mùa 1 về câu chuyện vượt lên nghịch cảnh khẳng định bản thân. Seiya cũng là một nhân tố mà khán giả nhận thấy được sự ưu ái rõ rệt từ nhà sản xuất. 8 năm về trước, Seiya, Vũ Đàm, Thùy Dung đã từng tham dự cuộc thi giọng hát Việt nhí mùa 4, gây ấn tượng ở vòng giấu mặt với ca khúc Dạ Cổ Hoài Lang trong trang phục áo bà ba màu hồng. Ngay từ màn trình diễn này, Thùy Dung đã được so sánh với cô bé dân ca Phương Mỹ Chi mùa trước, cũng bởi chiếc áo bà ba, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, cũng như dòng nhạc dân ca. Thùy Dung nhận được 3 chọn bởi 3 cặp đôi huấn luyện viên và chọn về đội Đông Nhi ông Cao Thắng. Thùy Dung dừng chân tương đối sớm khi chỉ bước đến vòng live show 4. Phần dự thi của cô sử dụng sample là một ca khúc đang hot thời gian vừa qua là Hào Quang. Seiya đã khéo léo tận dụng thế mạnh của mình là vocal, mang đậm màu R&B cùng hai ca sĩ hỗ trợ là Pháp Kiều và Dương Domic. Tuy nhiên, có thể thấy phần dự thi của Seiya dường như thiên về hát hơn là rap. Giọng hát của cô lấn át hoàn toàn phần rap ít ỏi. Trường hợp này lập tức khiến cho khán giả nghĩ đến Rider của mùa 3 khi anh chàng lập kỷ lục không rap mãi đến tận vòng chung kết. Được biết đến là một nghệ sĩ cải lương, diễn viên Tiêu Minh Phụng bất ngờ có sự bẻ lái khi xuất hiện tại sàn đấu Rap Việt. Tiêu Minh Phụng mong muốn khán giả thấy được hình ảnh mới mẻ hơn của mình, cũng như là mọi người sẽ biết đến những giai điệu ngũ cung của cải lương nhiều hơn. Bài thi Tiêu Minh Phụng mang đến ở vòng thi đầu tiên mang tên Lý Rapper nhận được 4 chọn và 94% bình chọn từ khán giả. Tuy nhiên, phần dự thi của Tiêu Minh Phụng cũng gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng rap bởi nhiều người cho rằng nếu chỉ xét về kỹ năng rap, Tiêu Minh Phụng thực sự rap không tốt cả về kỹ thuật lẫn lyric. Nhiều người thẳng thắn cho rằng bởi Tiêu Minh Phụng mang màu sắc về văn hóa dân tộc nên được nhà sản xuất và các huấn luyện viên cố gắng chiêu mộ về mà thôi. Tất nhiên, anh vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước để chứng minh sự trưởng thành, lột xác về kỹ thuật rap của mình. Tối 28 tháng 9, tập 2 của Rap Việt tiếp tục lên sóng và khiến khán giả nín thở, dõi theo loạt diễn biến gay cấn. Một trong những thí sinh nổi bật nhất của tập này chính là Manbo, thành viên tổ đội Gất Nàng, bạn thân nhiều lần được Hiếu Thứ Hai nhắc đến. Cái tên Manbo không quá xa lạ với cộng đồng mê rap. Anh từng ghi danh Rap Việt 3 mùa nhưng đều bị đánh trượt. Các thành viên khác trong Gất Nàng, Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip hiện đã có độ phủ sóng và thành công nhất định. Với mong muốn cố tìm lại chỗ đứng xứng đáng thuộc về mình, Manbo trở lại với Rap Việt mùa 4 và có màn bứt phá dữ dội. Manbo được ca sĩ Oren hỗ trợ trong phần thi mang tên Hành Trình Không Dừng. Lyric như mọi tâm sự chất chứa trong lòng của anh với những câu như phải tự đặt mình ở đâu bên trong năm dòng kẻ khi nốt nhạc được phát lên. Em cố gắng rất nhiều để bản thân được công nhận, nhưng bọn họ nhắm mắt và làm ngơ. Kết thúc phần thi, Manbo nhận được 4 chọn từ huấn luyện viên. Là một trong những người rất tập trung dõi theo phần thi của Manbo, giám khảo Chutati bồi hồi chia sẻ. Khi em đi casting tại thành phố Hồ Chí Minh, giây phút em bị hụt đi một đoạn khiến tim anh như muốn rơi ra. Nhưng thật cảm ơn em vì đã không từ bỏ. Em đã di chuyển ra địa điểm casting tại Hà Nội và tiếp tục phấn đấu quyết tâm. Thật sự cảm ơn em rất nhiều.
Chatterjee cũng khiến khán phòng lắng động khi nhấn mạnh một câu dành cho Manbo: em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Carrick tung chiêu nhận xét về Manbo: anh đã biết đến cái tên Manbo và tổ đội của em từ rất lâu. Về bài thi vừa rồi của em, anh cảm thấy rất bất ngờ trước những gì mà em mang đến. Anh không hứa mình sẽ làm được gì nhiều cho em, nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ là chiếc phi cơ để đưa em theo kịp tổ đội của em một cách nhanh nhất. Với mong muốn để Manbo có thể phát huy triệt để khả năng của mình, FC Hero chọn huấn luyện viên Carrick là nơi Manbo thuộc về. Còn Thái VC lại chọn huấn luyện viên B-Ray và cuối cùng giám khảo Chatterjee đưa ra quyết định để Manbo trở thành thành viên của Team Big Daddy. Tuy nhiên, cả khán phòng Thoát Tim ngơ ngác ngỡ ngàng khi Trấn Thành hé lộ cú tweet phút chót công bố Manbo chính là First Choice của Carrick. First Choice quyền đặc biệt xuất hiện ở Rap Việt, nghĩa là huấn luyện viên được chọn thí sinh từ vòng xem hồ sơ. Thí sinh không được biết mình là First Choice của ai, các vị huấn luyện viên cũng không biết lựa chọn của đối thủ. Khi huấn luyện viên sử dụng quyền này, thí sinh sẽ chắc chắn thuộc về đội của người đó. First Choice khiến khóa vàng và nón vàng vô hiệu. Will đã trở lại với nguồn năng lượng vô cùng bùng cháy. Từng chinh chiến đến vòng bứt phá tại Rap Việt mùa 1, nhưng Will đã dừng chân trong sự tiếc nuối của bao khán giả. Trở lại với Rap Việt lần này, nam rapper mang tâm thế, tinh thần trong sáng và thuần khiết để chinh phục cuộc thi. Lấy sample từ bài hát Tuyết Yêu Thương nổi tiếng một thời, phần thi đã gợi nhớ nhiều kỷ niệm, nhất là với khán giả 9X. Cuối cùng, anh đã xuất sắc chinh phục cả 4 vị huấn luyện viên cùng 93% bình chọn từ khán giả trường quay. Gil cũng bật mí, mình chưa tiết lộ tất cả khả năng, khẳng định bản thân vẫn là ẩn số trong mùa thi này. Nôn nóng có được thí sinh, Big Daddy đã ném ngay nón vàng lên sân khấu. Nhưng thế cục lại tiếp tục xoay chuyển khi B-Ray đã nhắm đến Gil từ đầu và chọn anh là lựa chọn đầu tiên của team mình. Được biết đến với danh hiệu quán quân của một chương trình về rap trong cuộc thi này, Will Stick được đánh giá cao về khâu viết lời, giọng hát cùng những flow rap đậm chất dấu ấn riêng. Tham chiến tại Rap Việt 2024, Đang Răng Tô mang đến bản rap Đâu Phải Vợ Anh kết hợp cùng anh trai Phạm Anh Duy khiến cả khán phòng sôi sục. Đặc biệt, điểm nhấn phải nói đến là khoảnh khắc quăng nón vàng của huấn luyện viên B-Ray ngay khi thí sinh này còn chưa kịp diễn, khiến F-Hero ngỡ ngàng và ngơ ngác. Kết thúc phần thi, giám khảo đến từ Thái Lan phấn khích chia sẻ: đây là những gì mà tôi mong đợi và đây chính là Hip Hop Việt Nam. Không để bị tụt lại phía sau, huấn luyện viên Big Daddy cũng quăng nón vàng của mình, trong khi Suboy dùng cả nón vàng và khóa vàng cho thí sinh này. Trận chiến càng khốc liệt hơn khi Carrick quyết định cấm chat B-Ray. Cuối cùng, quyền lựa chọn thuộc về đội của ai thuộc về Đăng Răng Tô. Tuy gửi lời tri ân đến huấn luyện viên Carrick vì đã là người truyền cảm hứng cho mình vào nghề, nhưng nam rapper đã lựa chọn về đội của Big Daddy. Trong giới underground Việt, Rob hay Rapper được gọi là idol giới trẻ khi anh đã là một trong những người tiên phong xuất sắc trong việc làm mới thể loại melodic rap. Năm 2019, Rob đã thành lập Hustlang là tổ đội của nhiều tên tuổi đình đám. Rapper cũng là một rapper có tiếng nói và uy tín trong cộng đồng hip hop Việt Nam. Mang đến phần thi Ba ơi đầy cảm xúc, bản rap có chủ đề về tình yêu thương gia đình. Kết thúc phần thi, nam rapper nhận được 4 chọn từ 4 huấn luyện viên và 89% bình chọn từ khán giả. Nhận xét về thí sinh này, Carrick đã chia sẻ về sự thay đổi rất lớn của anh, trong khi giám khảo Thái Việt Tri tiết lộ rapper là một trong 5 nghệ sĩ mà anh nghe nhạc nhiều nhất. Trước tình thế siêu khó khi huấn luyện viên nào cũng đưa ra những lý lẽ thuyết phục hòng chiêu dụ chiến binh khủng này cho bằng được. Sau khi hội ý, các giám khảo quyết định đưa rapper về với Team Suboy. Tuy nhiên, B-Ray đã ngay lập tức đem nón vàng lên sân khấu và đưa anh về với team mình.